Rồi, xin kính chào tất cả quý anh em. Thì hôm qua shop Đạt có giới thiệu cho anh em bộ cầm, thì mình bán rất là chạy anh em nha. Từ tối hôm qua giờ bán chắc cũng được 50 bộ á. Thì bây giờ mình quay lại cho anh em, tại vì tối hôm qua có nhiều anh em nói mình là Đạt quay buổi tối á, nó hơi chói đèn á, không có thấy rõ. Thì quay ban ngày giúp cho anh em coi. Thì đây ha, bây giờ trời nó là ban ngày nha. Ok giờ, rồi sáng nha anh em nha. Sáng giờ này tầm 9 rưỡi 10 giờ nha anh em. Nắng ghê luôn, này trời nắng lắm anh em. Rồi thì mình đến mình quay cho anh em để cho anh em chúng ta thưởng thức, anh em coi được cái độ đẹp của cái bộ cam này ha. Thì đây là cái bộ mà tối hôm qua mình đã khui rồi nè, mình còn để ra luôn, chưa có cắt luôn nè. Đây, đây là cái bộ cam này ha, trước và sau này đầy đủ cho anh em nha. Nhớ đâu, ban ngày á nhìn nó còn vàng á ha. Nhớ đâu, ban ngày nhìn nó còn vàng hơn ban đêm nữa. À, hôm qua mình quay buổi tối anh em thấy chưa vàng mới nè, anh em thấy ban ngày không? Nó vàng như màu mỡ gà luôn, rất đẹp nha anh em nha. Màu mỡ gà là sao, là nó vàng nhưng mà nó ở cái độ ánh thôi, chứ nó không phải là vàng khè lên như cái màu màu dạng như màu vàng của cái quả chanh nha, mà nó chỉ hơi vàng nám nám thôi, nó rất đẹp. Còn cái này là chanh thì nó vàng khè nè ha. Còn cam là cam màu mỡ gà nha, nó đúng nè ha. Và cam này là cam cam nhỏ nha anh em nha, cái này là cam nhỏ nha. Cam này cam thanh nhỏ nha anh em, chứ không phải thanh bự nha. Đây là cam sau nè, sau thì nó bự hơn chút xíu nè. Rất đẹp anh em thấy không, cái màu nó vàng khè đẹp lắm. Đó. Cái này là màu tự nhiên đó nha anh em nha, nó sao mà để y vậy đó, chứ không có đụng chạm vô đâu. Đây là chân này, chân cam này rất đẹp nha, cam khỏi bàn rồi. Đấy không? Chân cam rất đẹp. Đó. Thì đây có mấy cây mình gắn sẵn cam rồi nè, hôm qua mình quay cho anh em coi nè. Từ tối hôm qua giờ anh em khách gọi mình chốt cam liên tục luôn á. Mình cũng nói chung thì cũng không bất ngờ mấy, nhưng mà cũng hơi sốc anh em. Tại vì cái cam này mình bán rất là lâu rồi, nhưng mà không hiểu sao đâu khách đâu mà nhiều, mua nhiều dữ rồi. Tại vì bình thường mình không có đăng á, thì ngày bán được tầm 5-10 bộ gì thôi. Mà tối hôm qua giờ mình đăng lên mà bán, tối hôm qua giờ đã bán 5-60 bộ rồi. Khủng khiếp luôn. Mà tại vì cái cam này anh em nó dễ xài á, với lại nhiều người bị hư á anh em. Thực ra giá 220 nó rẻ quá. Nên anh em mua về anh em thay vô là xe nó đẹp lên hẳn luôn. Thật sự cái xe rim anh em nó đẹp, cái là do bộ cam đó, bộ cam nó sáng vàng đẹp anh em ha. Đó, chứ nó không bị tối anh em. Như bánh mâm đó thì cam đa số bánh mâm giờ nó màu đen thì nó sẽ tối, còn cái cam này thì dạng nó màu ánh sáng như vậy này anh em thấy không? Mình lắc qua lắc lại nó rất là bóng, rất là đẹp nha. Thì anh em lên xe nó sẽ rất là dễ nhìn. Đó. Nhìn thấy không? Nó vàng khè luôn, đẹp ghê ha. Đó, nhìn đã cho anh em nha. Đây là một bộ mới thì như thế này. Thì nhiều anh em hỏi là sao mà rẻ chứ? Thì mình đã nói từ đầu clip hôm qua rồi. Rẻ là do mình nhập được rẻ thì nó sẽ rẻ, chứ còn cái này nó thật nó cũng chả rẻ đâu. Đó, thì cái này là một bộ 220, nó gồm hai bịch này nha, hai túi luôn nha, chứ không phải một túi nha. Hai túi cho anh em luôn để anh em xài nó ok. Chứ còn một túi 220 nó cũng chả rẻ đâu anh em. Một túi 220 thì một bộ nó tới 440 rồi. Nhưng mà Đạt đây bán một bộ nó chỉ có 220 thôi ha. Đó, nó mới gọi là rẻ, chứ còn mà nếu như mà nó khoảng 500 thì nó cũng chả phải là rẻ nó thôi em. 500 thì nó cũng là mắc rồi. Đó, đặc biệt là bộ này cam trước nó nhỏ hơn cam sau này, đũa trước nó nhỏ, đũa sau nhiều này. Đây, mình sẽ lấy mình quay cho anh em coi. Đây, ba cây đi. Đây, anh em thấy không? Nhìn là anh em thấy được rõ ngay là ba cây này nó to đúng hơn này. Ba cây đây nó to, ba cây đây nhiều nha. Đây, lấy một cây thôi. Này. Đây ha. Rồi đây là một cây này. Đó, anh em thấy không? Nó nhỏ nhiều lắm đó. Nhỏ xíu xíu luôn đó. Đó, thấy chưa? Nhỏ hơn bằng nửa. Nhỏ nhiều lắm. Thấy không? Đó, để cho anh em chúng ta biết là đúng cam hái là trên nó phải nhỏ như thế nha. Rồi, thì nói bộ cam này cho anh em. Đó, giá thì 220 ngàn một bộ nha anh em nha. Cho anh em là chúng ta thích thì anh em nhất anh em mua. Nhưng mà cái này thì bên mình đang có số lượng sỉ cho anh em, để anh em mua về anh em xài nha. Còn anh em nào chúng ta muốn mua món nào khác thì có liên hệ với shop nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn. Rồi, xin kính chào tất cả quý anh em. Thì hôm qua shop Đạt có giới thiệu cho anh em bộ cầm. Thì mình đã bán rất là chạy anh em nha. Từ tối hôm qua giờ bán chắc cũng được 50 bộ á. Thì bây giờ mình quay lại cho anh em. Tại vì tối hôm qua có nhiều anh em nói mình là Đạt quay buổi tối á, nó hơi chói đèn á, không có thấy rõ. Thì quay ban ngày giúp cho anh em coi. Thì đây ha, bây giờ trời nó là ban ngày nha. Ok giờ, rồi sáng nha anh em nha. Sáng giờ này tầm 9 rưỡi 10 giờ nha anh em. Nắng ghê luôn, này trời nắng lắm anh em. Rồi thì mình đến mình quay cho anh em để cho anh em chúng ta thưởng thức, anh em coi được cái độ đẹp của cái bộ cam này ha.
Thì đây là cái bộ mà tối hôm qua mình đã khui rồi nè, mình còn để ra luôn, chưa có cắt luôn nè. Đây, đây là cái bộ cầm này ha, trước và sau này đầy đủ cho anh em nha. Nhớ đâu, ban ngày á nhìn nó còn vàng á ha. Nhớ đâu, ban ngày nhìn nó còn vàng hơn ban đêm nữa. À, hôm qua mình quay buổi tối anh em thấy nó chưa vàng mới nè, anh em thấy ban ngày không? Nó vàng như màu mỡ gà luôn, rất đẹp nha anh em nha. Màu mỡ gà là sao? Là nó vàng nhưng mà nó ở cái độ ánh thôi, chứ nó không phải là vàng khè lên như cái màu màu dạng như màu vàng của cái quả chanh nha, mà nó chỉ hơi vàng nám nám thôi, nó rất đẹp. Còn cái này là chanh thì nó vàng khè nè, ha. Còn cam là cam màu mỡ gà nha, nó đúng nè. Và cam này là cam cam nhỏ nha anh em nha. Cái này là cam nhỏ nha. Cam này cam thanh nhỏ nha anh em, chứ không phải là thanh bự nha. Đây là cam sau nè, sau nó bự hơn chút xíu nè. Rất đẹp anh em thấy không? Cái màu nó vàng khè đẹp lắm. Đó. Cái này là màu tự nhiên đó nha anh em nha. Nó sao mình để ý vậy đó, chung có đụng chạm vô đâu. Đây là chân này. Chân cam này. Rất đẹp nha. Cam khỏi bàn rồi. Nhìn thấy không? Cam rất đẹp. Thì đã có mấy cây mình gắn sẵn cam rồi nè, hôm qua mình quay cho anh em coi nè. Từ tối hôm qua giờ anh em khách gọi mình chốt cam liên tục luôn á. Mình cũng nói chung thì cũng không bất ngờ mấy, nhưng mà cũng hơi sốc anh em, tại vì cái cam này mình bán rất là lâu rồi nhưng mà không hiểu sao đâu khách đâu mà nhiều mua nhiều dữ rồi. Tại vì bình thường mình không có đăng á, thì ngày bán được tầm 5-10 bộ gì thôi. Mà tối hôm qua giờ mình đăng lên mà bán, tối hôm qua giờ đã bán 5-60 bộ rồi. Khủng khiếp luôn. Mà tại vì cái cam này anh em nó dễ xài á, với lại nhiều người bị hư anh em. Thực ra giá 220 nó rẻ quá. Nên anh em mua về anh em thay vô là cái xe nó đẹp lên hẳn luôn. Thật sự cái xe rim anh em nó đẹp, cái là do bộ cam đó. Bộ cam nó sáng vàng đẹp anh em ha. Đó, chứ nó không bị tối anh em. Như bánh mâm đó thì cam đa số bánh mâm giờ nó màu đen thì nó sẽ tối, còn cái cam này thì dạng nó màu ánh sáng như vậy này anh em thấy không? Mình lắc qua lắc lại nó là bóng, rất là đẹp nha. Thì anh em lên xe nó sẽ rất là dễ nhìn. Đó. Thấy không? Nó vàng khè luôn, đẹp ghê ha. Đó, nhìn đã cho anh em nha. Đây này, một bộ mới thì như thế này. Thì nhiều anh em hỏi là sao mà rẻ chứ? Thì mình đã nói từ đầu của clip hôm qua rồi. Rẻ là do mình nhập được rẻ thì nó sẽ rẻ, chứ còn cái này nó cũng chả rẻ đâu. Đó, thì cái này là một bộ 220, nó gồm hai bịch này nha, hai túi luôn nha, chứ không phải một túi nha. Hai túi cho anh em luôn để anh em xài nó ok. Chứ còn một túi 220 nó cũng chả rẻ đó anh em. Một túi 220 thì một bộ nó tới 454 rồi. Nhưng mà Đạt đây bán một bộ nó chỉ có 220 thôi ha. Đó, nó gọi là rẻ, chứ còn mà nếu như mà nó khoảng 500 thì nó cũng chả phải là rẻ nó thôi em. 500 thì nó cũng là mắc rồi. Đó, đặc biệt là bộ này cam trước nó nhỏ hơn cam sau này, đũa trước nó nhỏ, đũa sau nhiều này. Đây, mình sẽ lấy mình quay cho anh em coi. Đây, ba cây đi. Đây, anh em thấy không? Nhìn là anh em thấy được rõ ngay là ba cây này nó to đúng hơn này. Ba cây đây nó to, ba cây này nhiều nha. Đây, lấy một cây thôi. Này. Đây ha. Ở đây là một cây này. Nó này nó nhỏ hơn, nhỏ nhiều lắm đó. Nhỏ xíu xíu luôn đó. Đó, thấy chưa? Nó nhỏ hơn bằng nửa. Nhỏ nhiều lắm. Thấy không? Đó, để cho anh em chúng ta biết là đúng cam thái là trên nó phải nhỏ như thế nha. Rồi, thì nói bộ cam này cho anh em. Đó, giá thì 220.000 một bộ nha anh em nha. Cho anh em là chúng ta thích thì anh em nhất anh em mua. Nhưng mà cái này thì bên mình đang có số lượng sỉ cho anh em, để anh em mua về anh em xài nha. Còn em nào chúng ta muốn mua món nào khác thì có liên hệ với shop nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn.